Xin chào anh em nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi review nhá. Từ từ đã, lùi xe đã. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi review nhà một anh giai ở dưới thành phố Bắc Giang. Người thì gốc ở Quảng Ninh hay đâu nhỉ, mình quên bố nó rồi. Nhưng mà đại loại là anh giai này là người mà được mình, người mà được mình các bạn, được mình dẫn vào cái con đường nghiện ngập diều sáo. Người dẫn vào cái con đường này chính là mình. Và đến hiện tại bây giờ anh đang sở hữu mấy con diều các bạn ạ? Mấy con diều toàn carbon, hàng của anh Nguyễn Tuấn. Tuấn Nguyễn. Áo đại loại là của anh ấy làm luôn, của Nguyễn Tuấn làm luôn. Mình sẽ đưa các bạn đến nhà anh giai này review, thăm nhà và cho các bạn xem những cái quả sáo đơn. Anh giai chỉ chơi sáo đơn thôi. Dàn thì ông nói chung là ông anh này ông chơi thì nó rất là chất. Dàn là nó phải kiểu dạng như là nhôm ấy, tầm nhôm ấy. Đấy. Toàn chuông thôi. Hòa còi có một thằng hòa còi hôm lâu lâu mình vào mình nhìn mình để ý đẹp phết ấy. Toàn là nhôm thôi, còn lại là chơi sáo đơn. Rất thích chơi sáo đơn. Rất thích chơi sáo đơn. Ok các bạn, tí nữa thì ấy nhá. Tí nữa thì mình sẽ đưa các bạn đến nhà. Bây giờ mình lùi xe ở trong ngõ này, nó hơi bé một tí. Ok anh em, đợi mình tí nhá. Đây là hai bộ sáo như lễ mình giới thiệu với các bạn. Đây là một dàn nhôm. Đây bao nhiêu anh nhỉ? Đây 55 à? Đây 55. Hòa còi à hay hòa đàn? Hòa còi. Hòa còi nhìn ngọn nó dài, nhìn như kiểu như bò ấy. Được. Nghĩa, Thủy Nguyên. Em nhấc nó xuống nha anh nhấc nhá. Đây, mình sẽ review cho các bạn xem. Đang làm gì đấy? Như cái dàn này phun nhôm vành Thủy Nguyên miệng lồi. Anh giai thì anh ấy gọi là tín đồ của một dân chơi miệng lồi. Wow, cào vút luôn các bạn. Okay. Đầu mấy anh? 6. Nói nhỏ không vợ anh biết là 6,5 triệu. Chú Diều chơi Diều sợ vợ rồi. Quá dã man, dàn này quá dã man các bạn ạ. Gọi là gần bằng dàn của anh Cảnh mà trước mình review cho các bạn đó. Quá dã man. Hoa còi. Nói về nhôm thì anh em cũng có thể biết thì nó kêu rất là gắt và rất là rát luôn. Con này kêu đanh luôn phải không anh? Nghe nó rát tai phải không? Tầm nhôm mày nghe nó kiểu nó re re, nó rát rát tai. Kiểu dã man luôn. Chưa biết lít là gì cả. Lại miệng. Cái miệng miệng này thì quá dã man rồi. Miệng này khó lít lắm. Khét. Ở bên này là một dàn chuông, bây giờ mình sẽ nào. Giờ mình sẽ treo cái dàn này lên nhá, sau đó thì mình sẽ review diều, review sáo đã. Nào. Đấy rồi. Treo cũng cả là cả một cái nghệ thuật. Nào, vào đi. Của ông bà đi ngoại rồi bỏ đi. Thôi ăn rồi anh sao rồi. Bạn đã có diều bây giờ này không? Bạn đã có diều bây giờ này không? Đang diều đấy lắm trên xe à? Đấy con có diều. Mày bắt vừa đi làm mà về. Treo khó nhỉ? Thôi, không treo nữa. Đây mình sẽ review cái đống này. À, cái con sáo này. Đây. Đây là một đàn chuông. 50 hả anh? 50 hay 4? 40 à? Đây là một dàn chuông D40 cũng gọi là thuộc dạng nét. Nhìn cái mắt này các bạn thấy cái độ móng thì cũng có thể biết đấy. Anh chủ ơi, anh chơi ít nhưng mà nó lại chất lượng các bạn ạ. Đấy. Dàn anh thả bao giờ chưa? Cái dàn
Anh Giai này là chủ đạo lý, chủ đại lý gọi là phân phối nhôm sắt cho nhà mình đấy. Thì tất cả những cái diều én này là vì trước anh lên nhà mình chơi, lên nhà mình chơi là thích, xong bắt đầu là mình gieo rắc cho cái ý tưởng chơi diều này vào đấy. Đây là diều à? Em mang ra được không? Em mang ra quay nhá. Ê, lại còn cả cần câu nữa, chơi diều không lại chơi cần nữa. Cần câu, đây. Mình sẽ mang cái đống này ra cho anh em xem. Ây dồi. Ây dồi. Đây. Cú mở ra hộ chú đấy. Ngại gì con? Hả? Sao chán? Bố trêu à? Hả? À, về nhà phải nấu cơm mới chán á. Cái này loại đi đi không? Không, cái đấy thì nó không có cái âm gì để mô tả cả. Nó to quá. Đây là một con diều. Đây là một con diều 4.5 à anh Đức ơi? 4.5 à? Ừ. To nhỉ. Cái này mà thả đây nó kêu kiểu âm gì? Vài siêu to luôn các bạn. Hàng của anh Tuấn Nguyễn à? Tuấn Nguyễn full carbon rỗng quá đỉnh luôn. Con này thì có khả năng mình không tiện lắp cho các bạn xem tại vì nó to quá, không lắp được. Đại loại là không chơi cái này thì sao, không sao, nhưng dính vào chơi cái này thì nó nghiện ngập, nó khổ lắm các bạn ạ, dễ bị nghiện lắm. Đây mình sẽ để gọn nó vào góc và đi review đến cái con sáo khủng khiếp nhất cho các bạn xem. À, trước khi review cái con đấy thì mình sẽ review cho các bạn xem một con này nữa. Đây. Đây là một con Azidat. Con này cũng của anh Tuấn hả anh? Ừ. Sao nó nhăn đấy? Sao nó nhăn đấy? À. Đâu nhưng mà nó bị nhăn quá cái này. Hay là á? À. Cái ngang của nó anh đã tháo ra đâu mà nó chả nhăn. Đây là một con Adidas, mình sẽ mang xuống review cho các bạn xem. Đấy. Đây. Nào. Dạ. Đây. Adidas. À. Anh Giai này thì là fan cuồng của Tuấn Nguyễn đấy. Đây, như mình cũng đã nói cho các bạn nghe từ nãy là rất là thích chơi mu lồi, miệng lồi. Anh ấy đã từng tâm sự với mình là anh cảm thấy là cái mu lồi này thì nó là khó líp hơn, kêu nó hay hơn mà nó khó líp hơn. Thực tế ra thì mình không rõ cái vấn đề này, nhưng mà nếu mà để thổi cái loại này kêu được ấy, mình phải bịt một bên miệng vào như thế này này thì mình thổi nó mới kêu được. Đấy, bỏ ra không thổi đâu. Phải bịt bớt nó vào như này này. Đấy, thổi to á. Con này kêu dã man luôn các bạn. Con này cũng giống hả anh Đức? Đã không. À, con này cũng bị vá rồi. Chắc là rách vai. Con này chắc thả nhiều lắm rồi này. Con đơn này chắc nó phải rơi vào tầm D. Anh Đức ơi. Anh Đức ơi. Con này D bao nhiêu? 80 à? Một con đơn D80 miệng lồi. Đấy. Như con này mấy mét đây? Con này 3.5 mét. Không, quả đơn 3.5 mét là anh làm mất 3.5 triệu à? Là 1.1 triệu. Vẫn hàng anh Tuấn là kể cả con 4.5 mét kia vẫn 1.1 triệu à? Đồng giá luôn. Carbon đây là rỗng hết chứ nhỉ? Phíp đặc à? Con này phíp đặc à? Con kia mới là rỗng nhỉ? Đấy. Tổng trị giá con diều với con sáo này nó rơi vào tầm bao nhiêu tiền anh? Rơi vào 6-400. 3.5 triệu. Tổng 3.9 triệu các bạn ạ. Quá đẳng cấp, quá chịu chơi. Như cái con này thì anh biết không? Đây á?
bên dưới đây á. Ui, đây có một con to à các bạn. Ui, 150 đây đây. À đây á. Ui, cái con này thì 105. Con này 105 à. Tất cả miệng lồi hết nhỉ. Mình sẽ bịt bớt vào mình thổi cho các bạn nghe nhé. Con này nó to quá, thổi nó khó. Còn đến cái con này cơ. Wow. Cái này mắt của nó phải hơn 200 nhỉ. Mắt của nó phải 220 nhỉ. Ui. Kiếm được cái quả tầm này là cũng đỉnh điểm ấy các bạn ạ. Quá to, quá dã man. Gỗ gì đây? Thơm lắm, cái gỗ này thơm lắm. Ui, cho anh em xem quả mắt này. Quá đỉnh luôn. Con này đầu bao nhiêu anh? Đầu mấy? Củ rưỡi à? Một củ rưỡi cho một con sáo. Có bán lại không anh? À, có bán lại không? Không bán lại à? À, để chơi không bán. Đây còn hai con nữa cơ. VIP lắm. Đây. Con trên này bao nhiêu anh? Đây bao nhiêu? Con này và đây bao nhiêu? 135. Con này 135, 134. 140, 135. Ui, nó dài. Con này chắc nó phải dài 1m4 rồi. Được 1m4 không anh? Được 1m4 là 6 đơn nhân 10 đấy. Nó có vách không nhỉ? Vách là cái đốt đây luôn này. Đây. Vách là bằng đốt luôn các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem cái điện thoại mình đâu nhỉ. Anh cầm điện thoại đi. Mình sẽ cho các bạn xem cái vách. Ui, cái miệng này nó quá to. Những cái con sáo như thế này thì mình nghĩ nó chỉ gọi là để trưng bày thôi. Nhưng mà anh bảo lên được. Nó dã man. To quá. 6 mét lên được. Dạ. Con diều 6 mét lên được không? 6 mét lên được không? Diều 6 mét kéo được con này. Đây anh chủ anh bảo là 4 mét rưỡi đã lên được rồi. Con này á? Có phải đâu anh ơi. Anh đứng đây, anh đứng đây. Ở trong này không phải là cái đốt đâu. Đốt nó thông rồi. Đốt nó thông rồi. Đốt. Đốt nó thông rồi. Còn đây nó là cái vách gỗ. Đây là vách gỗ. Bên kia lồi á? Ui, em nhìn cái vách gỗ ấy, đẹp. Ồ, con này cũng là đốt này. Con này miệng to. Con này dễ nhìn vách hơn. Hai con này anh thả bao giờ chưa? Quá đỉnh nhỉ. Anh còn con nào nữa không? Còn dưới chiều, cái con sáo này chỉ anh treo à? Không, anh lắp rồi á? Em đi lên có nhìn thấy không? Đâu để em xem. Đây anh cầm điện thoại. Được. Anh ấy đây em sẽ đưa các bạn đi review tiếp. Nói chung là anh ấy chỉ gọi là mới nghiện diều cái giai đoạn đầu thôi mà anh đã chơi như này rồi. Trên nữa anh mới nghiện giai đoạn đầu thôi mà đã chơi như này rồi. Vậy, nghiện chính hiệu thì có khả năng là nó còn VIP lắm các bạn. Đẳng cấp ấy. À, phối màu. Mấy con này anh nhiều như này anh có bán bớt đi không? Không, để chưa không bán gì hết. Bán xong làm con khác. Em thấy anh hay vá vá cái kiểu này là nó bị làm sao? Rách. Rách viền à? Ừ. À. Con này vai flip chắc chắn rồi. 100% là vai flip rồi. Nó vẫn là carbon phải không anh? Carbon. Vai thì là vai flip. Con này thì là của ai đây? Hay vẫn của anh Tuấn à? Được nha. Ui, quả sáo này nó mới gọi là bóng này. Cho các bạn xem. Bóng dã man. Sao anh thả diều nó hay bị rách vai ấy nhỉ? Xuống. Quẹt xuống à? Áo căng quá. Áo căng quá nó mới dễ rách như thế. Áo nào thế? Cái kia là... Yeah. Ui, nó tà xuống cái đường bê tông. À, nó mài đường bê tông này. Không, anh làm mấy đấy làm khung làm áo chuẩn nó căng đét cho nên là va chạm nhẹ thôi nó cũng rách. Còn cái loại trùng trùng thì nó không ấy. Con nào như em thấy thường, em thấy thường thường này là anh Tuấn anh ấy làm diều xong là tất cả những cái này anh không buộc. Anh tháo cái này ra để tự nhiên để cho cái áo này nó căng nhất. Anh tháo ra cái áo này căng đét luôn, đánh trống luôn. Cái này này. Đấy. Đâu mình ngại mình ấy giờ trước quên không buộc cái này mà nó to như là nó bản tung ra nên là bị gãy một cái vàng.
Thế à? Phải bắt buộc phải buộc cái này á? Cái này em thấy anh em nó toàn thả ra cho nó cánh. Nhưng mà gió to ấy mà nó bùng ra gió mà nó nghiêng. À xong rồi cánh nó quạt à? Nó quạt ra. Quạt ra trước phải không? Mọi xong. Người hay bị vẫy vai trên là đi con là như thế này. À. Như là đi con này chính là bị gãy vai trên rồi khoác này. Bị gãy vai trên là cái kiểu nó quạt quạt con cò bé bé nó phi xuống đấy. À. Rất nhiều anh. Nó bung cái lưng này này, bung cái dây lưng này, bung một bên. Vâng. Anh nhiều diều như thế này thì để bớt lại một con hay còn gì nữa. Như con này anh mua của anh Tuấn là bao nhiêu? Đều 1 triệu 1 mét. Đều 1 triệu 1 mét, thế con này là mấy mét? 2m8, 2 triệu 8. Con này chơi 3 năm rồi, năm thứ 4 rồi. Thôi, nếu mà anh em thích thì để bớt lại cho con này cũng được. Xong mình lại làm con khác. Anh thấy hợp lý không? Không, không bán á? Không bán để chơi hết. Không bán để chơi. Đây mới gọi là dân chơi. Số số nha. Đây mới gọi dân chơi chính hiệu anh em ạ. Trời rách trời nát rồi. Rẻ không bán, đắt không bán. Để chơi. Thôi thôi đỉnh. Hôm nay có tính tàu thêm con nào nữa không? Có bao nhiêu chơi bằng đấy thôi thì. Ba con thì chứ cho muốn che 3 mét rồi. Vâng. Anh dài anh chịu khó chơi nhưng mà vẫn sập vợ lắm. Ok các bạn, bây giờ mình phải đi xuống treo con kiều kia lên đã. Okay, còn một con đơn này nữa. Con này ở dàn này. Sáu Hải Dương luôn à? Kinh Môn Hải Dương à? Dạ. Nó nặng gió à? À. Hay đấy. À. Con này anh còn thả không? Không thả đến hả? Con này thích kỷ niệm. Con này kỷ niệm em nhá. Ok, đấy. Tức là đầu năm là mình được kỷ niệm con này rồi. Thổi dễ kêu phết đấy. Thổi dễ kêu mà. Ai dạ. Giờ mình mới để ý là chơi Amiang luôn các bạn ạ. Đôi khi mình cảm thấy mình tội lỗi quá các bạn. Tại vì anh ấy từ đang không chơi diều xong mà chuyển vào chơi diều. Chơi này khá là tốn ấy. Hai cái cuộn dây Amiang này thì nó phải rơi vào tầm. Nó phải có tầm 4 củ anh em ạ. Đấy. Một cái cuộn này này nó tầm 2 củ rồi. Hai cuộn này nó rơi vào tầm 4 củ. Mình đoán sơ sơ là như thế. Nó sẽ loanh quanh tầm 4 củ lùi. Đấy. Anh bảo còn một quả đâu nữa ấy. Đâu mà. Cầm đôi mà. Con này nó có một quả nữa ấy. Đâu ấy. Thôi được rồi. Cứ biết lấy cái quả này đã các bạn ạ. À. Có đai đây. Ok phết. Cái này nó kiểu như là vách gì ấy. Xốp hay sao ấy. Xốp anh em. Xốp. Ok. Chốt là mình mang con này về và có khả năng anh em nào thích đầu năm mình kỷ niệm cho các bạn luôn. Nhưng mà cơ bản là phải ở gần nhà mình nhá. Gần nhà mình thì mình mới kỷ niệm được chứ mình không gửi đi đâu. Gửi đi nó mất công lắm. Đấy, và cho anh em mà anh em phải tự đến nhà lấy. Ok các bạn, rồi mang con này về thôi. Ok các bạn, sau khi đi chơi và thu nhập được quả sáu đơn này về rồi thì bây giờ thì ấm rồi. Quá là ấm rồi, đi về thôi. Và như lời mình đã hứa, bạn nào ở gần nhà mình ấy, qua nhà mình kỷ niệm cho con sáo này đầu năm may mắn luôn. Đấy, ok, tuyệt vời luôn. Đấy, nói là làm, mình chưa bao giờ mình nói cái gì mà mình không làm. Nói tặng là tặng luôn. Không bao giờ hứa trước cái điều gì. Đấy, ok. Bây giờ thắt dây an toàn và đi về thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Trong cái video ngày hôm nay ấy thì chủ yếu là mình muốn cho các bạn xem review cho các bạn xem nhà một anh giai gọi là mới chơi diều ấy. Mới chơi diều thôi. Mới chơi mà đã chơi những hàng đẳng cấp rồi. Tính ông anh nó cẩn thận. Đấy. Cẩn thận đến cái mức như nào. Chơi là phải chơi hàng có tên có tuổi. Kiểu như là anh Đoàn Trung này, Nguyễn Tuấn này, gì gì đấy. Kiểu dạng Nguyễn Đình Dương các thứ. Có chơi với anh Nguyễn Đình Dương trên mình ấy. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình nhá. Giờ thì bye bye tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Anh em cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye tất cả các bạn.